Họp báo Malaysia với Thái Lan, hai huấn luyện viên tranh cãi nhau vì UAE Việt Nam. Cả UAE Thái Lan và Malaysia đều đang có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 2023. Chính vì vậy, trận đấu giữa hai đội hôm ngày 6 tháng 5 sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc cạnh tranh cho hai tấm vé vào bán kết tại bảng B. Với phong thái thi đấu tự tin và đỉnh đặc, UAE Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Singapore với tỷ số 3-1 trong ngày ra quân, qua đó cho thấy sức mạnh khát vọng của tấm huy chương vàng SEA Games 32. Trên thực tế, tỷ số 3-1 không phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Trên sân, Thái Lan hoàn toàn áp đảo Singapore về thế trận và số cơ hội ăn bàn. Nếu dứt điểm tốt hơn thì tập thể dưới quyền của vị huấn luyện viên Isra hoàn toàn có thể tái hiện tỷ số 5-0 như cuộc chạm trán với Singapore một năm về trước. Theo thống kê, chiến thắng 3-1 trước Singapore đã nối dài mạch bất bại của Thái Lan trong đấu trường SEA Games lên con số 5. Con số này, họ chỉ hòa một trận trước Việt Nam. Còn lại, toàn thắng và ghi tổng cộng 17 bàn, thủng lưới 3 bàn. Trong khi đó, về phía Malaysia, Malaysia cũng đang có khởi đầu ấn tượng tại SEA Games năm nay với chiến thắng 5-1 trước Lào. Trước khi trận đấu diễn ra, Malaysia chịu không ít sự hoài nghi của giới chuyên môn, nhất là khi người Mã không có sự phục vụ của Luma Hakim và Yaman. Tuy nhiên, sau màn hủy diệt với Lào đã cho thấy Malaysia không phải là đối thủ vừa tầm. Thậm chí trước khi diễn ra giải, vị huấn luyện viên trưởng đã bất ngờ đặt mục tiêu đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan tại vòng bảng. Với một đội hình khá đồng đều, Malaysia đang triển khai thử bóng đá giàu tốc độ và đậm chất kỹ thuật. Với những nhân tố như là Akrimi Azim ở trên hàng công, Malaysia được đánh giá hoàn toàn có thể mang tới một bất ngờ trước người Thái. Cả Thái Lan lẫn Malaysia chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành 3 điểm, bởi nếu đội bóng nào giành chiến thắng sớm trong trận đấu này thì sẽ giành quyền lợi thế rất tốt. Không chỉ thi đấu quyết tử với đương kim vô địch Việt Nam ở vòng lúc sau. Trước khi trận đấu diễn ra, vị huấn luyện viên của hai đội cũng đã thể hiện rõ quyết tâm của mình. Huấn luyện viên Malaysia đã tuyên bố, mục tiêu vào chiều nay của chúng tôi chắc chắn là một chiến thắng. Tôi biết Thái Lan đang được đánh giá cao hơn tại giải đấu này, tuy nhiên chúng tôi đang có cơ sở để tự tin vào một chiến thắng. Một chiến thắng sẽ giúp Malaysia rộng cửa đi tiếp và tránh phải tiếp tục tranh đấu 3 điểm với Việt Nam trong cùng vòng bảng. Ông cho biết, vị huấn luyện viên Sritaro của Thái Lan thì nhấn mạnh, đây là trận đấu buộc chúng tôi phải có 3 điểm. Có 3 điểm trong trận đấu này, Thái Lan xem như đặt một chân vào vòng bán kết và không cần quá đặt nặng vấn đề trong trận cuối gặp Việt Nam. Tôi hy vọng đông đảo người hâm mộ Thái Lan sẽ tới cổ vũ cho toàn đội, ông cho biết. Có thể thấy là cả hai vị huấn luyện viên đều tỏ ra cực kỳ quyết tâm trong trận đấu này để có thể ám chọn 3 điểm, tạo lợi thế trước khi vào cuộc chạm trán với Việt Nam ở vòng đấu cuối. Dù Việt Nam năm nay còn nhiều vấn đề, nhưng rõ ràng hai đối thủ hàng đầu khu vực vẫn có một thái độ hết sức kiêng dè. Trong trường hợp Malaysia thất bại trước Thái Lan, Việt Nam cũng sẽ có thuận lợi hơn trong con đường vào bán kết. Bởi ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 8 tháng 5, Malaysia sẽ gặp Việt Nam. Trong trường hợp Việt Nam thắng Malaysia, thầy trò ông Truce nghiễm nhiên sẽ vào vòng bán kết sớm trước một lượt. Còn trong trường hợp Malaysia hòa Thái Lan, khi đó Malaysia và Thái Lan sẽ có được 4 điểm sau hai lượt trận. Ở lượt trận tiếp theo, Malaysia sẽ phải đụng độ với Việt Nam. Trong trường hợp Việt Nam giành được chiến thắng trước Malaysia, khoảng cách giữa hai đội này lên tới 5 điểm, trong khi đó chỉ còn một lượt cuối là khép lại. Khi ấy, Việt Nam chắc chắn ấm vé vào bán kết và câu chuyện gặp Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa phần thứ hạng nhất hoặc nhì. Nếu Malaysia thắng Thái Lan trong trận đấu vào chiều thứ Bảy, Việt Nam sẽ không thể dễ dàng vào bán kết như kịch bản. Bởi khi đó, ngay cả khi Việt Nam có thắng Malaysia, thì thay cho ông Truce vẫn cần phải chờ kết quả lượt trận cuối cùng để gặp Thái Lan, xem biết chắc được mình có đi tiếp hay không. Với trường hợp này thì kịch bản ba đội Malaysia, Việt Nam, Thái Lan cùng có 9 điểm hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, hiệu số thắng bại sẽ được đem ra để phân định. Điều quan trọng lúc này là Việt Nam cần phải cải thiện để có chiến thắng trước người Malaysia trong trận đấu sắp tới. Bởi dù kết quả trận đấu Thái Lan gặp Mã có như thế nào, thì điều kiện giúp Việt Nam đi tiếp vẫn là thắng người Mã. Lợi thế của thầy trò ông Truce chính là việc được nghỉ và theo dõi hai đội tuyển thi đấu với nhau. Quan trọng trong một thời gian nghỉ dài, Việt Nam vừa có thể tích lũy, vừa hồi phục thể lực, rút kinh nghiệm cần thiết sau hai trận đấu. Qua đó nhìn ra điểm yếu của đối thủ để khai thác. Trong hai ngày nghỉ vừa qua, thì ông thầy đã tiếp tục tạo điều kiện cho các học trò hồi phục thể lực, thoải mái về tinh thần. Sau một ngày nghỉ ngơi, ông cũng đã bàn giao cho chuyên gia thể lực và các trợ lý ban huấn luyện triển khai các bài tập hồi phục sức khỏe. Không chỉ duy trì cơ bắp tại phòng gym, các cầu thủ còn tham gia những trò chơi vận động ngoài bể, những giao đấu và những hoạt động nhẹ mang tính vui vẻ và tạo ra không khí hứng khởi. Chiều ngày 5 tháng 5, thầy trò ông cũng đã quay trở lại sân tập, chuẩn bị thể lực. Thể lực cũng đang được chuẩn bị khá là đầy đủ, thì chiến lược gia lúc này là điều mà người hâm mộ quan tâm nhất.
Dễ dàng có thể nhận thấy dù có được chiến thắng nhưng Việt Nam đang gặp phải rất nhiều vấn đề. Mặc dù toàn đội đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong lượt trận thứ hai với sự thay đổi trong cách tiếp cận, duy trì được cường độ kiểm soát, nhưng dễ thấy cách đá của Việt Nam vẫn chưa mang tính sát thương. Theo con số thống kê, các cầu thủ Việt Nam tung ra 17 cú dứt điểm trong trận này, song chỉ có 7 trong số đó đi về hướng khung thành của Singapore. Phần lớn các pha bóng đều nằm bên ngoài vùng cấm và đi khá xa. Ngoài việc các cầu thủ vẫn chưa thể hiện được mình và chưa định hình được thước ngắm để có thể tung ra được những cú chính xác nhất, thì điều vấn đề lớn nhất đó chính là khả năng triển khai bóng tấn công để ghi bàn. Trước một đối thủ phòng ngự số đông, ít nhất là 8 cầu thủ thường xuyên có mặt của Singapore thì Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Họ lại gặp vấn đề lớn trong kỹ năng tạt bóng và độ chính xác của các quả tạt thì không cao. Chưa kể việc cũng không nhiều cầu thủ Việt Nam sở hữu thể hình lý tưởng và điều này đã khiến họ không thể khai thác tốt những tình huống bóng bổng, bế tắc trong việc tấn công và áp đặt thế trận. Tất nhiên Việt Nam sẽ tỏ ra là hiệu quả trong các pha phản đòn. Nên nhớ pha làm đòn đầu tiên của Việt Nam xuất phát từ một tình huống phản công giữa sân khi mà Văn Đô đã dẫn bóng tốc độ truyền cho Văn Tùng rồi dứt điểm vào góc gần, làm tung lưới khung thành. Tình huống Thái Sơn dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 một lần nữa. Bóng cũng đã được triển khai từ phần sân của Việt Nam. Chính sự nhanh nhẹn của Văn Đô một lần nữa tạo ra cơ hội cho Thái Sơn dứt điểm. Bởi vậy, có thể nói Việt Nam đang gặp vấn đề trong việc triển khai tấn công nếu họ gặp một hàng phòng ngự kiên cố. Họ có thể làm tốt kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận, nhưng nếu không cải thiện thì e là rất khó để đánh bại những đối thủ cao hơn. Trong khi đó, về hàng thủ, người hâm mộ cũng không khỏi lo lắng. Dù là chưa phải thi đấu với những đối thủ chưa phải là mạnh, tuy nhiên có thể thấy hàng phòng ngự Việt Nam đang có nhiều điều thiếu sự an toàn và mắc khá nhiều sai lầm. Nếu so sánh với lứa cầu thủ từng vô địch SEA Games 30-31, lứa hiện tại đang có những vấn đề về chất lượng, có trình độ dày dặn kinh nghiệm ít hơn. Ở trận giao quân SEA Games 32, Việt Nam cũng đã có không ít những fan thở dốc trước Lào. Nếu mà các chân sút xứ sở chứa voi dứt điểm tốt hơn thì chắc chắn thầy trò vị huấn luyện viên người Pháp đã không có cơ hội để khen thưởng thủ môn Quan Văn Chuẩn. Sau trận đấu đó, đoàn quân của vị huấn luyện viên người Pháp đã tiếp tục bộc lộ những hạn chế mà không thể không nhắc tới những đường chuyển ngang bất cẩn của Levando cuối hiệp 1. Suýt nữa đã giúp đội bạn có bàn thắng. Rõ ràng những gì trải qua, hàng phòng ngự Việt Nam sẽ phải thi đấu an toàn và chắc chắn hơn nữa. Việc thủ môn Quan Văn Chuẩn vào lưới nhặt bóng trong một tình huống phá bóng khó hiểu của trung vệ Vũ Tiến Long, đây là một lời cảnh báo cho Việt Nam trước những thế trận thứ 3 tại kỳ SEA Games này. Hơn lúc nào hết, họ phải hết sức chặt chẽ trong khâu phòng ngự nếu không muốn nhận lại những kết quả xấu nhất.